Hello, xin chào tất cả mọi người. Lần đầu tiên xin chúc mọi người có nhiều sức khỏe, bình an và thành đạt. Cảm ơn mọi người đã quay lại kênh của em. Ở clip này em sẽ quay một cái clip ngắn gọn. Thì clip này em sẽ nói về cái laser đầu đạn nha mọi người. Ở đây em sẽ có hai vấn đề. Một là hướng dẫn em chỉnh cái laser này. Hai là test thử cái cường độ ánh sáng của cái laser này. Cái này hiện tại em đang bán 300 ngàn. Laser đỏ thì và laser xanh thì nó sẽ có lịch giá ha. Laser đỏ thì nó sẽ rẻ hơn laser xanh. Ở đây thì em chọn một cái laser xanh để em quay clip. Cái laser đỏ nó rẻ hơn cái laser xanh là vì cái cường độ ánh sáng của nó thì nói chung là cũng khá mạnh, nhưng mà theo như em đánh giá thì nó cái cường độ nó sẽ không bằng được cái laser xanh. Và cái laser xanh này nó rất là sáng nha. Cái ưu điểm của nó là rất là sáng, có thể soi được ban ngày vẫn thấy rõ ha, soi những mục tiêu ở xa vẫn thấy rõ ha. Còn cái nhược điểm của nó là vì nó sáng quá nên mọi người mà gắn vô ná để bắn chim thì nó sẽ sáng quá, nhiều khi soi là mục tiêu nó phát hiện nha. Đây người nhìn nè. Xanh rất là đẹp luôn. Được không? Mọi người có thể nhìn kỹ ra cái tia ánh đèn ở đây nó sáng quá nên là mọi người không thấy cái tia đi. Chứ nếu không là mọi người sẽ thấy cái tia đi nha. Nói chung ở đây cái ánh sáng nó không thích hợp, nó có thể tối hơn xíu là mọi người thấy luôn cả cái tia đi nha. Ở đây ánh sáng là tại vì đèn xài đèn ống tiếp dài nên nó rất là sáng. Rồi bây giờ mình sẽ test với cái bong bóng ha. Có rất là nhiều em nhỏ mua hàng ở bên mình về. Tại vì có một cái laser nữa, hai đầu nó bằng mọi người, gọi là đèn laser. Nó soi cái bong bóng, nó có thể là soi nổ cái bong bóng nha. Nhưng mà ở đây thì cái này là mình cũng chưa thử bao giờ. Thì có một số em nhỏ thì mua về chơi. Nói chung là bây giờ con nít nó có tiền nhiều lắm mọi người. Nó mua cái này mấy trăm ngàn mà nó vẫn mua nổi luôn á. Mua về để chơi nhưng mà soi không bể bong bóng, điện lại cho mình. Nó là sao mà em thấy ở trên mạng có nhiều cái người ta soi cái laser xanh này cường độ nó lớn để soi bể, mà em mua của anh về soi không bể. Cái này tại vì mình cũng không có quảng cáo là soi bể không bể, tại là tự ý mua về soi không bể thôi chứ biết sao, đúng không? Test thực tế luôn nè. Tại không lên clip thì sẽ có nhiều người nhầm lẫn mà mua về không xài được này kia. Đó. Người thấy không? Ánh sáng thì cái cường độ ánh sáng nó rất là lớn thôi. Nó có thể soi xuyên qua bong bóng, soi vào tường luôn nè. Nhưng mà nó không có cái tác dụng là làm bể bong bóng đâu nha. Không tác dụng làm bể bong bóng đâu. những cái laser mà cường độ ánh sáng mà nó có thể soi nổ cả bong bóng thì những cái laser đó rất là nguy hiểm, soi đừng có nên soi vào mắt nha mọi người. Còn như những cái laser như thế này thì mọi người có soi qua lại vào mắt bình thường. Đó. Nó rất là an toàn thôi. Cường độ ánh sáng đó, nhưng mà cái quan trọng là anh em mua về đâu có nói chung là đâu có quan trọng cái mục tiêu là soi bể bong bóng đâu, đúng không? Chỉ có những em nhỏ, những em mới lớn, những em mà thích tìm tòi hay là có thể là quay clip chẳng hạn. Kinh ở đây thì phụ kiện của nó thì cũng đơn giản thôi. Nó có một cái dây nè, ví dụ mọi người không thích cái đuôi này, cái đuôi này thì có thể gắn cái đuôi này vào thì mọi người bấm công tắc ở đây đó, có thể kéo dài ra bấm tắt ở đây thì thôi mình không thử cái đó nha, đơn giản thôi mà. Đây có chân nè, thực ra ở đây nó đã có chân rồi, chân này có thể kẹp trực tiếp vào ống tròn phi 12. Đây là kẹp ray ở trong là ray 11. Nếu mà kẹp ray trong thì mọi người tháo này ra bỏ luôn. Kẹp ray ngoài thì mọi người sẽ kẹp trực tiếp ray này, ray 20. Cái này gắn vào nỏ bắn bi hoặc là gắn vào súng ná cao su. Ná cao su nha mọi người. Super Slick Shot đó. Cái này thì cứ ly gần thôi nên là ná là hợp lý nhất. Nói chung là mọi người có những người là mua hàng là hỏi là soi được bao xa. Thì nói thiệt sự là soi, phải nói là soi rất là xa mọi người. Nó soi cả cây số bình thường. Nhưng mà mọi người có thấy được hay không chứ, đúng không? Quan trọng là mục tiêu đó nó có điểm trắng để mọi người thấy hay không chứ. Còn ví dụ như mục tiêu hiệu quả của nó là bao nhiêu thời gian mọi người chỉnh thôi. Ví dụ như là ở đây nó sẽ có ba cái lục giác nè để sử dụng cho những cái mục đích sử dụng cho những cái mục đích như là chỉnh nè, lục giác nhỏ này là chỉnh nè, lục giác này là bàn chân nè, ốc chân nè. Đầu tiên á, thì khi mà gửi hàng cho người thì mình cũng test rồi, nên là cái này thì mình cũng chỉ giải thích thêm cho những ai mà không có mua hàng ở chỗ mình á, thì cũng biết để mà ví dụ có mua chỗ khác về mà họ làm không đúng á, thì cũng phải biết là sửa lại nha. Ở đây nó có cái khớp nữa nè, thì ở đây là mọi người để ý nè, mọi người dặn chặt cái khớp này lại trước nha. Cái này cũng dặn lại, sau đó mọi người là để cái laser xuống đất nè. Mọi người để ý nè, nó sẽ có một cái lỗ lục giác nè, hướng thẳng lên trên trời nha, vuông góc mặt đất hướng thẳng lên trời. Đó. Mọi người để tầm chỗ này siết là được rồi nha. Còn ai không thích thì có thể kéo lên đây siết cũng vẫn được, không sao hết. Thường là người ta để dưới này người ta siết, có gì người ta vặn ra vặn vô được, sửa chữa rồi nó dễ nha. Rồi một lỗ là hướng lên trên, một lỗ là nó hướng qua bên hông nha, song song với mặt đất nha. Hai lỗ này thường là nó sẽ vuông góc tại vì nó sẽ chỉnh lên xuống và qua lại, lên xuống và qua lại nha. Để đúng cái điểm này nha. Xuyết con ốc này trước nè, con ốc này nè, ốc này nó rạch rộng rãnh nè mọi người thấy không? Xuyết con ốc này trước.
Cái laser thường nó có một cái loại laser thường nó cũng giống vậy nha, nhưng mà nó chỉ có màu xanh màu đỏ thôi, đầu nó bằng nha, đầu nó bằng luôn. Vậy cái laser đó nó rất là rẻ thôi, mình quảng cáo trên kênh mình nhiều rồi, mình có thể tìm những clip về ná về super screenshot để xem. Cái đấy thì thường là mình bán 150 bao ship. Laser đó gọi là laser thường, còn cái này gọi là laser đầu đạn. Laser đầu đạn nghe nó hầm hố, nghe nó kêu. Thực ra cái đầu nó, cái hình dáng nó giống viên đạn mọi người, người ta gọi là laser đầu đạn, đặt cái tên thôi, chứ không phải là nó dính dáng gì tới viên đạn hết, nó không có ảnh hưởng gì hết. Nên là mọi người mua cái này là gọi chỉ nó là cái đèn đồ chơi thôi, cái đèn đồ chơi để chẳng hạn như là mua về để trợ giảng chẳng hạn. Cái này gỡ ra nó như cái bút vậy mọi người, mua về để cầm để trợ giảng chẳng hạn đó. Thì cô giáo cũng từng mua hàng bên mình rất là nhiều đó. Mua về tháo cái này ra là nó như cái bút vậy thôi, là cầm là chỉ trên bảng được nhá, trợ giảng đâu rất là hợp lý thôi, không ảnh hưởng gì. Rồi sau khi mà siết ngóc này xong á thì nó không xoay tới xoay lui được rồi nè. Còn mấy ngóc này là hỗ trợ để kẹp đấy thôi, hỗ trợ để kẹp vào chân thôi, vào cái ray hoặc là vào ống thôi. Rồi ok, tiếp theo là cái phần chỉnh thì nó cũng giống như cái laser thường thôi, nó không khác gì. Nè mọi người để ý nè, ở trên này nó con ốc của nó cũng là chiều giống con ốc bình thường đó. Khi mình dặn theo chiều kim đồng hồ nè, dặn theo chiều kim đồng hồ nè, thì nó sẽ là đi vào thì nó sẽ đẩy cái tia đi xuống mọi người. Còn khi mình vặn ngược chiều kim đồng hồ nè thì nó sẽ kéo cái tia lên nha. Bên hông này cũng vậy thôi, tương tự, khi mình vặn theo chiều kim đồng hồ vặn vào thì nó sẽ qua bên trái, nó đẩy cái tia sáng mọi người. Ở đây ở trong này nó có một cái tim đèn, thì cái ốc này nó đẩy qua đẩy lại nè. Khi mình vặn ngược chiều kim đồng hồ ra thì nó lại kéo qua bên phải lại thôi, rất là đơn giản thôi đó. Nói chung là nó đơn giản như là đang giỡn vậy, nên là mình không có gắn vào ná để mình thử rồi mình test thế này thế kia, nó phiền phức và nó làm cũ cái đèn của anh em. Ok, mình ráp lại nha. Hy vọng là clip này nó sẽ bổ ích cho anh em, bổ ích cho mọi người. Hãy ủng hộ kênh bằng cách like, bình luận và đăng ký, bấm chuông nha mọi người, bấm chuông để ủng hộ shop nha. Ở clip sau thì mình sẽ hướng dẫn mọi người chỉnh laser con dán nha, clip trước là laser kính ngắm nhanh hoặc là kính ngắm nhanh con dán, còn ở clip sau nó sẽ là laser con dán chứ không phải là kính ngắm nhanh con dán nha. Mình nói để thôi mọi người hiểu lầm nha. Ok, bye bye.